Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày Tết á, bánh chưng, bánh tét nè, thịt kho, rồi giò, chả, lạp xưởng chắc cũng rất là dễ ngán. Thì nhận được yêu cầu làm món cháo đậu đỏ, Diễm làm liền luôn. Tại vì món cháo này ăn bổ dưỡng nè, thanh đạm và cách làm nhà Diễm thì vô cùng đơn giản lại nhanh nữa. Trong video á, Diễm cũng chia sẻ cách làm dưa mắm và xá bấu riêm để ăn chung với cháo. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món cháo đậu đỏ cúc dừa với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm dưa mắm trước thì công thức này đó Diễm học từ em Linh Linh trang Facebook tên là Về nhà ăn cơm. Mình cần 1 kg dưa leo ha và mình sẽ bỏ cái phần ruột đi. Thì dưa leo đó Diễm thấy mình nên lựa cái loại mà của Việt Nam á, cái vỏ nó mỏng hơn và giống như nó dày hơn thì khi mà mình muối cái miếng dưa nó dày, ăn nó lại càng giòn. Cái dưa này thì Diễm thấy nó hơi mỏng và cái vỏ nó dày, nhưng mà mình không có thì mình cứ mua loại này cũng được. Sau khi lấy ruột ra rồi thì mình rửa lại cho sạch nha. Sau đó mình sẽ cắt dưa thành từng miếng, nó có độ dày khoảng 2 cm hoặc là khoảng gần 2 cái lóng tay. Lúc cắt thì mình thấy nó hơi dày, nhưng mà thật ra khi mà mình ngâm thì nó sẽ co lại. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng canh đường nha, để cho dưa nó ra bớt nước. Mình sẽ xóc dưa lên như vậy, xóc thật đều. Khi mà mình thấy đường nó phủ đều hết dưa rồi thì mình để ở đây cho nghỉ 30 phút để cho nước trong dưa nó ra bớt. Sau 30 phút thì mình thấy nè, cái lượng nước nó được như vậy. Thì bây giờ mình mang dưa này mình rửa lại và mình bóp nhẹ ha cho nó ráo nước. Mình rửa khoảng 2-3 lần nước lạnh là được nha. Món dưa mắm này thì mình ăn chung với cháo đậu đỏ rất là ngon, hoặc là mình làm sẵn mình ăn chung với cơm hay là bánh chưng, bánh tét Diễm thấy cũng ngon nữa. Mình để ở đây cho dưa nó ráo nước, mình đi chuẩn bị cái phần nước mắm để mình ngâm dưa. Để cho cái nước mắm nó có cái màu đẹp đó thì mình sẽ thắng thêm cái đường caramel. Diễm lấy một cái nồi nè và mình cho vô 2 muỗng canh đường. Mình cho thêm 1 muỗng canh nước ha và mình bật lửa lên á, mình nên để lửa trung bình thôi. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7. Và bây giờ mình thắng cho cái đường này nó có cái màu cánh gián là được. Khi mình thấy đường đã tan hết và lúc này những cái bọt sôi lên vậy nó nhẹ hơn. Và xung quanh thành của cái nồi bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng nhạt thì mình đứng mình canh nha. Tại đó, nếu mà mình không canh thì nó cháy rất là nhanh. Đó, mình thấy nó chuyển sang cái màu cánh gián như vậy nè. Là mình nhắc khỏi bếp liền, mình đừng có làm lâu thì nó chuyển sang cái màu nâu á. Như vậy thì khi mình ăn nó dễ có cái vị đắng trong cái nước mắm mà mình ngâm. Đó, mình nhắc xuống thì nó sẽ chuyển sang cái màu đậm hơn. Diễm cho thêm vào đây 120g đường và 150g nước mắm. Theo công thức của em Linh á, thì 125g nước mắm thôi. Nhưng mà có thể cái nước mắm nó mặn nhạt khác nhau á, Diễm ăn thì Diễm thấy hơi ngọt, Diễm muốn nó mặn hơn chút. Vì vậy Diễm cho 150g. Mình có thể điều chỉnh tùy cái khẩu vị của mình nha. Bắt cái nồi nước mắm này lên bếp và bây giờ mình nấu cho nó tan ha. Nếu mà mình thấy nước mắm nó sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa, mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ và mình khuấy đều để cái đường caramel á, nó tan. Khi mà mình thấy tan đều hết rồi thì mình nhấc khỏi bếp, mình không cần phải nấu lâu nha. Nhấc khỏi bếp á, thì Diễm để ở đây cho nó nguội hoàn toàn rồi mình mới cho vào trong dưa để mình ngâm. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị tỏi nè. Tỏi thì mình cần khoảng 20g, cái củ tỏi này hơi to á. Nếu mà mình dùng mấy cái tép tỏi nhỏ thì chắc khoảng cỡ 3 tép. Và mình cắt ra thành từng lát hoặc là mình băm ra cũng được. Ớt thì tùy mình thích ăn cay hay là không, cái trái ớt này nó chỉ the the thôi ha. Và nếu mà tỏi mình cắt lát thì ớt mình cũng cắt thành từng lát luôn. Để ngâm dưa đó thì mình nên dùng cái đồ bằng sành, bằng sứ thì nó tốt hơn. Diễm dùng cái hộp này nè, rồi mình cho dưa leo vào. Tiếp theo mình sẽ cho tỏi và ớt vào. Và cái phần nước mắm hồi nãy mình thắng đó, nó đã thiệt là nguội ha, mình cho vào luôn. Lúc nguội thì nó keo lại và cái màu rất là đẹp. Rồi bây giờ mình trộn lên cho đều và mình ngâm. Thì theo như em Linh chia sẻ thì mình sẽ phơi nắng trong vòng 3-4 ngày là mình ăn được. Diễm ở bên Diễm không có nắng, vì vậy Diễm cứ để bên ngoài thôi. Mà Diễm thấy sau 1 ngày là mình đã ăn được rồi.
nó giòn và nó đã thấm đậm đà lắm. Để ở đây, vậy là mình đã xong ha. Khi mà dưa ngắm đủ, mình muốn để được lâu hơn thì mình cứ mang mình bảo quản trong tủ lạnh. Bây giờ Diễm chia sẻ món củ cải mặn rim hay là cải xá bấu rim ha. Mình có 100 gram và Diễm dùng cái loại này là loại ngọt, tại Diễm thấy nếu mà mình dùng cái loại mặn đó, mình phải ngâm lâu, đồng thời mà khi mình ăn mình cũng phải nêm đường à. Vì vậy mình cứ mua cái loại ngọt này cho nó tiện làm nhanh nữa. Và cái loại này nó đã cắt sẵn như vậy, nhưng mà thực ra Diễm thấy nó cũng còn rất là to. Vì vậy á, mình nên cắt ra thành từng cái miếng nhỏ ha, khi ăn thì nó vừa vặn hơn. Đó, Diễm cắt ra như vậy, nếu mà mình thấy dày quá thì mình cắt ra nhỏ thêm. Và cái củ cải này á, Diễm thấy cái mùi nó không có được thơm, đồng thời nó cũng rất là mặn, mặc dù là cải ngọt. Vì vậy Diễm sẽ cho vào đây 1 lít nước nè, nước ở nhiệt độ phòng nha. Và 1/5 muỗng cà phê muối là 1 gram. Mình sẽ ngâm ở cái nước muối loãng như vậy thì sẽ giúp cho cải giống như nó nhả mặn ra. Nếu mà mình thích ăn đậm đà thì mình không cần ngâm cũng được, nhưng mà Diễm nghĩ mình nên ngâm á, ăn nó mềm hơn nhưng mà vẫn giữ được cái độ giòn. Nếu mà mình dùng củ cải mặn thì mình cũng ngâm như vậy, nhưng mà thời gian ngâm sẽ lâu hơn, khoảng 3 tới 4 tiếng. Cái này là Diễm đã ngâm được 60 phút nè ha. Mình thấy cái củ cải nó đã mềm hơn và nó nở ra được một chút. Bây giờ mình sẽ mang đi mình xả lại nước lạnh nha. Củ cải ngọt này á, thì Diễm xả, Diễm nhắc khoảng 2-3 lần là Diễm thấy được. Nếu mà mình dùng củ cải mặn á, thì mình cũng làm y chang như vậy. Sau khi ngâm xong á, mình cũng xả lại nước lạnh vắt ráo từ 3 cho tới 4 lần cho nó ra bớt cái vị mặn. Và mình mua cải xá bấu ngọt này mình cũng lưu ý ha, tại vì lúc trước Diễm có mua một cái loại nó giống như là nguyên một cái củ cải nó sấy khô, nó không có cắt ra, thì Diễm thấy nó lại ít mặn hơn. Vắt ráo xong thì mình để ở đây, mình đi chuẩn bị hành và gừng để mình xào cho cái cải này nó thơm. Củ hành tím thì Diễm dùng một củ như vậy, Diễm cân thì nó được 12 gram. Mình sẽ cắt nhỏ nha. Mình cắt hoặc là mình băm đều được. Gừng thì mình sẽ gọt cái vỏ đi, và Diễm cân thì nó được 15 gram. Gừng mình cắt ra thành từng lát, sau đó mình cắt ra thành từng sợi. Gừng thì giúp cho cải xá bấu nó thơm hơn, còn nếu mà mình không thích thì mình bỏ qua cũng được. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình cho hành mình đã cắt nhỏ và gừng mình đã cắt sợi vào luôn. Rồi mình để cái lửa trung bình ha, và bây giờ mình xào cho gừng và hành nó thiệt là thơm. Mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng nhạt luôn. Như vậy nó mới thơm. Thì Diễm lấy cải xá bấu đó Diễm cho vào. Mình đảo sơ lên nha, tránh cho hành và gừng ở dưới nó bị cháy đó. Mình cũng giữ cái lửa trung bình để mình xào. Sau khi đảo đều rồi thì bây giờ mình nêm nếm. Diễm nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Diễm dùng hạt nêm nấm hiệu Asingon nha. Tiếp theo là 1/3 muỗng canh dầu hào hay là 1 muỗng cà phê á. Rồi mình trộn lên cho đều. Mình thấy gia vị nó đã thấm vào trong cải là mình nhắc khỏi bếp được, mình đừng có rim lâu. Vậy là mình đã làm xong cái cải xá bấu rim rồi. Ăn kèm với cháo đậu đỏ còn có nước cốt dừa, mình đi làm luôn, tại vì nấu cháo xong là mình sẽ ăn liền. Nước cốt dừa thì Diễm có 400 ml và Diễm dùng coconut milk nha. Mình nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối là 2 gram. 1 muỗng cà phê đường là 5 gram. Và nước cốt dừa này đó mình không có cần cho nó đặc, nhưng mà nó cần phải sánh tí xíu đó. Vì vậy Diễm cho vào 1 muỗng cà phê tinh bột bắp. Nếu mà không có tinh bột bắp thì mình thay bằng tinh bột năng hay là bột gạo cũng được. Và bây giờ mình bắt lên bếp và mình để lửa lớn đó, mình nấu cho nồi cốt dừa này nó vừa sôi là mình nhắc khỏi bếp, làm rất là nhanh. Mình khuấy đều nha, tại nước cốt dừa nó cũng dễ cháy đó. Đó, khi mình thấy vừa sôi thì mình khuấy thêm khoảng chừng 5 giây là mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình tiếp tục mình đảo đều ha, tránh cho nước cốt dừa nó bị cháy ở bên dưới đó. Rồi mình để ở đây, bây giờ mình đi nấu cháo. Cháo đậu đỏ thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là đậu đỏ. Mình cần 100 gram nha. Đậu đỏ thì Diễm thấy mình nên lựa đậu đỏ hạt nhỏ như vậy, mình nấu nó nhanh và nó cũng ngon hơn là mình dùng đậu đỏ hạt to.
Nếu mà mình không có cân thì mình dùng cái cốc trong nồi cơm điện nè. Cái này là Diễm Đông nó ngay mức là 120 ml á. Đậu đỏ này mình mang mình vo sạch nha. Và hôm nay nấu á, Diễm dùng cái nồi Instant Pot, mình nấu rất là nhanh. Vì vậy sau khi vo xong á, mình không cần ngâm đậu mà mình cho đậu vào trong nồi luôn. Tiếp theo á, mình cần ở đây là 150 g gạo, gạo mình ăn cơm hàng ngày. Gạo càng dẻo càng thơm thì cháo sẽ càng ngon. Nếu mà mình không có cân á, thì mình đong một lon gạo như vậy ha. Và gạo này mình cũng mang mình đi vo luôn. Để cho cháo nó có cái độ sánh nó dẻo á, thì mình cần thêm 60 g nếp. Mình dùng nếp hạt tròn hay là nếp hạt dài đều được, Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có cân á, thì mình đong nó khoảng nửa lon. Cái lon mà bằng nhựa trong nồi cơm điện. Gạo và nếp đó mình cho vào chung rồi mình vo cho sạch. Sau đó mình cũng cho vào trong cái nồi Instant Pot. Và mình nấu chung với đậu luôn. Diễm đong vào đây 1 lít nước nha. Để cho đậm đà đó thì mình nêm thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình đậy nắp lại và mình khóa cái van. Mình dùng chức năng là nấu đậu ha, bean chili nè. Và high pressure. Cái chỗ này là normal ha và mình nấu trong khoảng thời gian là 15 phút. Mình để cái nút giữ ấm này luôn nha. Nếu mà mình không có cái nồi Instant Pot này á, thì mình nấu bằng nồi thường vẫn được. Thời gian nó sẽ lâu hơn, nó khoảng từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì cái đậu nó mềm và cháo nó cũng nhừ. Sau khi nồi nấu xong và Diễm đợi thêm 25 phút á, thì mình thấy lúc này á, cái van nó đã hạ xuống. Mình nên đợi cho van nó tự hạ nha. Mở nắp ra thì mình thấy đậu nó đã chín mềm và nếp và gạo cũng vậy nhưng mà rất là đặc. Đó, để Diễm xới lên cho mình xem. Mình có thể ăn thử hạt đậu ha. Nó dẻo, nó bùi nè. Nhưng mà cháo lúc này nó rất là đặc. Vì vậy mình sẽ thêm nước vào. Và lượng nước thêm vào á, thì tùy mình thích ăn cái độ loãng của cháo như thế nào. Diễm cho thêm vào đây là 700 ml nước. Và mình sẽ bật bếp lên. Ở cái chức năng là giống như là sauté. Tức là mình xào, mình nấu đó. Mình tắt chức năng giữ ấm. Còn nếu mà mình không muốn dùng cái nồi Instant Pot để mình nấu thì mình có thể cho ra cái nồi thường nhưng mà mình nấu luôn trong đây cho nó tiện. Đó, Diễm trộn lên ha, cho nước nó thấm đều. Và Diễm thấy cái đồ đặc của cháo như vậy rất là vừa ý. Nếu mà mình muốn ăn loãng hơn nữa thì mình cứ cho thêm nước thôi và thêm tí xíu muối để cho cái cháo nó được đậm đà. Để cho cháo thơm hơn thì Diễm có thêm 3 cái lá dứa, mình rửa cho sạch rồi mình cột lại. Và mình cho liền vào trong nồi cháo là mình nhắc khỏi bếp ha. Tại vì nếu mà lá dứa mình cho mình nấu lâu quá nó cũng hết thơm. Đó, cho vào. Mình khuấy đều khoảng thêm chừng 5 giây nữa là mình tắt bếp được. Lá dứa sẽ giữ được mùi thơm và cháo nó cũng không bị quá đặc. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã nấu xong món cháo đậu đỏ rồi. Dưa mắm này thì Diễm đã làm được 2 ngày nè. Để Diễm mở ra cho mình xem. Cái dưa này nó mỏng á, vì vậy Diễm thấy nó thấm rất là nhanh. Khi ăn á, nhìn như vậy chứ mà giòn rụm luôn. Và nó đậm đà đó, mình ăn chung với cháo ngon lắm. Cháo đậu đỏ này á, ngoài ăn chung với dưa mắm nè, hoặc là cải xá bấu rim, mình có thể ăn chung với thịt kho béo nè ha. Rồi tép ram nè, hoặc là trứng muối cũng ngon luôn. Khi múc ra thì mình thấy nó hơi đặc nhưng mà mình ăn mình sẽ thấy đậu nó bùi nó dẻo và hạt cơm á, hạt cháo nó tan ở trong miệng vậy đó. Rồi mình chan nước cốt dừa lên. Tại vì quay phim á, Diễm chan ít cho nó đẹp chứ thật ra mình chan nước cốt dừa nhiều ăn nó mới ngon ha. Cháo dừa dẻo nè, có thêm đậu đỏ bùi bùi kết hợp với lại phần nước cốt dừa béo. Diễm thấy thật ra nếu mà mình ăn không như vậy cũng rất là ngon rồi. Nhưng mà kết hợp thêm với lại củ cải muối hoặc là dưa mắm nó mặn mặn lại càng hấp dẫn hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được cháo đậu đỏ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.